phụ huynh họ nghĩ là điện này sẽ nguy hiểm và lửa cũng nguy hiểm, nhưng mà ngày nay thì họ đã thiết kế rất là an toàn rồi. Đó, những cái đèn thì những cái bóng led nhỏ nhỏ đó, hình gà cá bông sen rồi đèn lồng vân vân. Trong đó có một nhà luôn, quá trời luôn. À, rất là nhiều kiểu lồng đèn luôn. À, kiểu này lạ nè. À, này bằng bằng gỗ. Nhân đây em cũng xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng luôn vui vẻ và mạnh khỏe. Nhân cái mùa lễ Vu Lan này, xin gửi đến tất cả những người làm cha làm mẹ những cái điều tốt đẹp nhất. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị bạn luôn vui vẻ và thật nhiều hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Hồng Bàng, và phía trước chúng ta đó là tòa nhà Thuận Kiều. Với ánh sáng giữa giữa màn hình chúng ta đó ha, tòa nhà Thuận Kiều năm xưa thì bây giờ có tên là Garden Mall. Thì buổi tối hôm nay em sẽ dẫn cô chú anh chị các bạn chúng ta cùng lang thang ở trên con phố được mệnh danh là con phố lồng đèn, đó là phố Lương Như Học. Đó, còn hướng ngược lại chúng ta sẽ đi về chợ An Đông, chợ An Đông và đường Nguyễn Chí Phương. Ở bên tay trái chúng ta đó nó có cái trường trung học phổ thông Trưng Vương. À, trường Hồng Bàng chứ hả? Trường Hồng Bàng. Và bên đây thì có một cái quán cà phê. Đối với con đường Lương Như Học này thì không có dài, chỉ một đoạn ngắn thôi. Tại vì khúc bán lồng đèn nhiều nhất đó là khúc đoạn giữa giữa nè. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ đường Hồng Bàng, đi theo bên tay phải chúng ta đó có cái đường Lương Như Học. Đây đường Lương Như Học đây nè đó. Camera. Đây có quán cà phê rất là đẹp nè. Lần đầu tiên thấy hả? Không có rung. Rồi chúng ta tiếp tục. Đối với con phố này thì có rất là nhiều cái nhà xưa, nhà cổ. Như chúng ta thấy đây, có cái nhà xưa xưa nè. Sẵn hôm nay đi dạo một vòng thì cũng gửi đến cô chú anh chị bạn những cái hình ảnh Sài Gòn xưa, mang đậm tính chất, mang đậm kiến trúc của thời xưa ở khu vực chợ lớn này. Nhưng với những cái ngôi nhà rất là kiên cố. Chúng ta thấy đây cũng có ngôi nhà cũng rất là xưa nữa nè. Và nay đây là góc đường Lương Như Học và Kỳ Hòa. Và bên đây chúng ta thấy những cái đồ chơi lồng đèn rất là nhiều luôn.
Bây giờ thì rất là nhiều loại lồng đèn. Ở đây có chung cư 187. Không biết có cô chú anh chị nào có người thân ở khu vực này không ha? Hoặc là chúng ta ngày xưa đã từng sinh sống ở đây. Đối với lồng đèn thì bây giờ có rất là nhiều lồng đèn. Lồng đèn điện, rồi lồng đèn sạc pin, rồi lồng đèn thủ công, rồi lồng đèn hình này hình kia hình nọ, đủ hình đủ kiểu hết ha. Nhưng mà bây giờ mới có bắt đầu thôi. Hôm bữa chúng ta đi chạy xe máy nhưng mà nhìn chưa có rõ lắm. Hôm nay chúng ta đi ban đêm để mình nhìn thấy rõ hơn, đủ kiểu hơn. Rất là nhiều luôn. Ở đây hình rất là nhiều hình cá chép, rồi hình con gà. Đây là đường Lão Tử, con đường đi đến chùa chùa Bà nè. Con đường rất là đẹp với rất là nhiều quán cà phê ở đây hai bên góc đường luôn nè. Đẹp ở đây đẹp theo kiểu xưa, và ở đây không có rất không có nhiều màu mè đèn như ở trung tâm Sài Gòn ha. Và ở đây chúng ta thấy có cái nhà rất là xưa cổ nè, và kế bên đó có cái chung cư. Ngày xưa thì con đường Lương Như Học này không biết phải là Lương Như Học, Học Ô, Ô hay là Học O, bây giờ là Học O ha. Lương Như Học trước là Học. Thẳng đường này chúng ta sẽ đi đến đường Khổng Tử năm xưa, và bây giờ là đường Hải Thượng Lãn Ông. Thì qua bên kia lồng đèn sẽ rất là nhiều. Video mang tính chất cập nhật một số hình ảnh Sài Gòn quận 5 Chợ Lớn về đêm thôi. Sẵn mình đi dạo chơi xem phố lồng đèn coi bây giờ đã chuẩn bị tới đâu rồi. Nhân đó thì cũng không quên gửi các anh chị và các bạn những cái hình ảnh về Sài Gòn ngày xưa, và đâu đó chúng ta cũng nhìn thấy được những cái sự thay đổi. Và vui hơn nữa khi các anh chị và các bạn có những cái kỷ niệm và những cái hình ảnh thân quen bắt gặp trong cái video này. Ở đây chúng ta thấy có cái nhà rất là xưa nữa nè. Ở đây rất là nhiều nhà xưa cổ. Những cây trụ điện hồi xưa. Rồi, đây là đường Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi đi đến phố Thời Trang. Khúc này Nguyễn Trãi này một chiều ha. Bắt đầu từ đường Hồng Bàng, là ngày xưa Lục Tỉnh Nam Kỳ đó. Ngày xưa đường Lục Tỉnh đó. Đi đến đây. Và ở đây gần đây thì có chợ Xã Tây. Và bên kia đó là cái chung cư. Và chợ Xã Tây chúng ta đi theo hướng này cách đây khoảng chừng vài trăm mét thôi. Hôm nay là ngày rằm thì có rất là nhiều người đi đi chùa, đi viếng rất là đông, nên thành ra chúng ta thấy đường xá ở đây xe chạy chóng mặt luôn. Chúng ta đợi xe bắn bắn mình qua đường nha. Đối với lồng đèn bây giờ thì con nít cũng không có chơi nhiều, tại vì pin thì nguy hiểm, mà
đạn cày thì cũng rất là nguy hiểm, nếu nó không biết thì cũng rất là nguy hiểm để xảy ra những cái việc không hay, nên ba mẹ bây giờ cũng rất ít cho con chơi nữa. Nhưng mà mình nên cho chơi những cái đồ thủ công thì tốt hơn ha. Ở đây rất là đẹp nè. Đây những cái đồ chơi điện tử. Thì mấy đồ chơi điện tử này con nít tầm 3-4 tuổi rất là thích màu mè. Bên đây nè, tuy không đông lắm nhưng mà cũng vui. Ở đây có dãy nhà xưa luôn nè, rất là xưa. Không biết từ bao giờ con phố này trở nên nhộn nhịp với những cái sắc màu của lồng đèn. Thì cho đến ngày nay thì vẫn giữ cái bản sắc giống như là cái sứ mệnh của con đường, đem lại niềm vui cho các em nhỏ. Chút nữa chúng ta đi qua bên kia đường mình nhìn thấy rõ hơn ha. Bây giờ mình nhìn tổng quát đây ha, một xíu nữa mình lại gần mình xem như thế nào. Ba mẹ vẫn đám trẻ đi chơi và mua sắm rất là vui ha. Ở đây chúng ta đang đứng đây là hẻm 137. Ở đây cũng có những cái dịch vụ gửi xe, giữ xe. Khi mà mình đi ra đây, ngoài đây giống như là đi lễ hội gì đó. Đây rất là đẹp ha. Nhau. Đây giữ xe phố lồng đèn. Rồi chúng ta qua đường nha. Qua đường. Qua wow, qua. Wow. Đây là con đường, đường này là đường Trần Hưng Đạo, thẳng hướng này chúng ta sẽ đi ra đường Khổng Tử, và ngày nay là đường Hải Thượng Lãn Ông, và theo trục đường này là đường Trần Hưng Đạo. Mình sẽ đi một vòng trong đây nha. Mình sẽ vòng qua cái đường Nguyễn Án để mình đi vô cái trung tâm của phố lồng đèn này. Để hôm nào nhộn nhịp đông hơn rồi chúng ta lại tiếp tục đi vô ha, tại vì những ngày đó là sẽ có bán đồ ăn rồi rất là vui. Hôm nay chỉ là bắt đầu thôi. Hôm bữa chúng ta đi ban ngày thì hôm nay mình sẽ đi ban đêm. Đó, đây là góc đường Nguyễn Án và Trần Hưng Đạo B, khu B. Ngày xưa là Đồng Khánh. Nhìn bên kia thì có cái cơ quan công an. À,
cũng có một số cô chú anh chị nói là video ngắn quá coi không đã, và hôm nay chúng ta sẽ đi một vòng cho hết cái khu này luôn ha. Nếu mà có quá dài thì cô chú anh chị thông cảm, mình hãy khoan chuyển kênh nha. Bà mẹ mua cho các em nhỏ những cái đèn nhỏ nhỏ xinh xinh. Ngày xưa thì đèn sợi tóc nguy hiểm, nhưng mà ngày nay đèn led cũng không có đến nỗi nào ha. Vì có một số phụ huynh họ nghĩ là điện này sẽ nguy hiểm và lửa cũng nguy hiểm, nhưng mà ngày nay thì họ thiết kế rất là an toàn rồi. Đó, những cái đèn thì những cái bóng led nhỏ nhỏ đó. Thôi đi vòng đi thôi, đợi đi vòng rồi. Cũng rất là đông nha. Vài bữa nữa thì con đường này sẽ rất là tấp nập. Rồi thấy những cái hàng quán ăn uống này bắt đầu đông đông rồi đó. Ở đây có một cái dãy nhà xưa, nhà thuốc y học dân tộc cổ truyền Hưng Thái, nhưng mà bây giờ thì hình như là chung cư á, giống như cái chung cư vậy đó. Vào bên đây cũng ngôi nhà này rất là xưa luôn nè. Rồi chúng ta đi vô cái đường nhỏ nhỏ nữa nha, đường Phú Định, con đường nhỏ trong cái phố lồng đèn này. Ở đây có kem. Kem cá phô mai, kem hình cá. Khu này là đông nhất luôn nè. Chúng ta bắt đầu đi vô con đường Phú Định nha. Trong đây thì có rất là nhiều nhà xưa. Những ngôi nhà có kiến trúc rất là cổ. Cái đoạn này rất là đông. Hình gà, cá, bông sen, rồi đèn lồng, vân vân. Từ nhỏ cho tới lớn. Trong đó có một nhà luôn, quá trời luôn. Ở đây nữa nè. Những cái kiểu lồng đèn này chắc những cái nước Á Đông mới có thôi, phương Tây chắc là rất là ít. Rất là nhiều kiểu lồng đèn luôn.
À, những cái kiểu này mang đậm tính chất, mang đậm phong cách người Hoa nè. À, đồng đèn trái bí từ lớn như tới nhỏ. À, bên đây thì lồng đèn điện tử. À, búp bê rồi siêu nhân. Đây. À, kiểu lồng đèn kiểu này lạ nè. À, này bằng bằng gỗ. À, chúng ta ra đây là đường Lương Nhữ Học nè. À, nãy mình đi bên kia đường. À, bây giờ chúng ta đi bên đây. À, bên đây đường để mình xem nha. Lung linh sắc màu. À, ở đây có hình hình đủ kiểu, có trang trí những cái lông. Rồi chúng ta qua đây một cái gian hàng nữa. Rồi chúng ta sẽ kết thúc cái video này. Ở đây thì lồng đèn điện tử, rồi xen lẫn những lồng đèn trái bí. Lồng đèn thủ công thì nằm trên đường Phú Định lúc nãy. À, rồi một số hình ảnh ở phố lồng đèn về đêm gửi cô chú anh chị và các bạn. Bên cạnh đó chúng ta cũng nhìn thấy được cái những cái kiến trúc của Sài Gòn xưa. Nhân đây em cũng xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng luôn vui vẻ và mạnh khỏe. Nhân cái mùa lễ Vu Lan này, xin gửi đến tất cả những người làm cha làm mẹ những cái điều tốt đẹp nhất. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn cô chú anh chị và bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV.